đoàn chúng tôi đang từ từ tiến vào tòa tháp đôi ở Kuala Lumpur, Malaysia để shopping và ăn trưa. Thì đây là cái cảnh bên ngoài của tòa tháp đôi, tòa tháp cao nhất trên thế giới, 456 mét. Và đây là khu đi vào trong, đang chờ qua xe. Và đằng kia có cái đường hầm để đi xuyên qua. Trung tâm siêu thị tòa tháp đôi Kuala Lumpur.